VRO Group giới thiệu quy trình thi công sàn SVRO, hướng dẫn thi công sàn ô cờ với cốt pha và khuôn trậu thép SVRO. Chúng tôi giới thiệu các nội dung chính sau. 1. Hình dáng sàn ô cờ VRO. 2. Phân biệt vật tư VRO và vật tư nhà thầu thi công cung cấp. 3. Thi công một sàn điển hình. 4. Luân chuyển cốt pha một chu kỳ gồm 3 sàn. Chúng ta cùng theo dõi. Phần 1. Hình dáng sàn ô cờ SVRO. Sau khi đổ bê tông theo phương pháp tự dâng toàn khối, tạo ra sàn bê tông có sàn phụ trực giao dạng ô cờ. Bản mặt sàn mỏng thay đổi chiều dày tùy mục đích sử dụng và kết cấu yêu cầu. Các bộ phận liên kết với bản sàn gồm nấm đầu trụ đổ bê tông đặc, dầm bo biên, dầm ô cờ mặt cắt ngang hình chữ T trực giao, mặt dưới nấm đầu trụ phẳng cao trình bằng đáy dầm ô cờ. Phần 2. Phân biệt vật tư VRO cung cấp và vật tư nhà thầu thi công cung cấp. Các loại vật tư khuôn bê tông do VRO Group cung cấp. 1. Khuôn ô cờ phần 1 bằng thép, hay còn gọi là khuôn định vị theo khuôn ô cờ phần 2. 2. Khuôn phần 2, phần chính tạo ô cờ, vật liệu bằng thép nhưng có thể thay thế bằng kim loại khác, nhựa hoặc bê tông đặc biệt. 3A. Chi tiết liên kết cốt pha, vị trí có chống VRO, cấu tạo 1. Cán lồng. 2. Đi gen, có gai thô đi kèm với bát gen có nhiệm vụ đóng mở liên kết. 3. Bát gen, hay còn gọi bát chuồn, đi kèm với đi gen. 4. Khung định vị, vừa nâng vừa định vị chính xác cốt pha VRO. 5. Tán đỡ sàn chống chọc thủng, hàn cố định với đầu đi gen. 6. Đầu đi gen, vừa là điểm khóa, vừa là điểm tựa xoay đi gen. 3B. Chi tiết liên kết cốt pha 2, tương tự liên kết 1, chỉ khác không có cán lồng và tán chống thủng sàn. 4. Giáo chống VRO, có thể điều chỉnh được độ cao, đầu trên có ống lồng và cán ti gen liên kết. Các loại vật tư công tác ván khuôn nhóm 2 do nhà thầu thi công cung cấp. 1. Dàn chống và đà ngang dọc, đây là các loại thông thường. 2A. Cốt pha phẳng đáy, nấm trụ và dầm biên loại thông thường. 2B. Cốt pha thành đứng dầm biên loại thông thường. Số lượng vật tư công tác cốt pha yêu cầu đối với nhà thầu thi công. Một bộ cốt pha trong một sàn cộng 1/2 bộ đà giáo để chống bù khi có luân chuyển cốt pha. Trường hợp 1, nếu thi công một sàn duy nhất thì chỉ cần ván khuôn phẳng và đà chống cho sàn đó là đủ. Trường hợp 2, thi công hai sàn trở lên có luân chuyển cốt pha thì cần thêm 1/2 bộ đà giáo chống bù để tháo cốt pha sớm luân chuyển. Phần 3, thi công một sàn ô cờ điển hình SVRO. Bước 1. Ghép đà giáo, cốt pha của nhà thầu thi công. Lát đà giáo, nhà thầu thi công lưu ý để chống hoặc tháo cốt pha thép VRO không bị vướng. Kích thước tấm cốt pha phần 1 cố định, hình vuông, mỗi cạnh 780mm, chiều cao hiệu dụng 50mm. Có bát định vị ở đáy và có rãnh định vị cốt pha phần 2 ở đỉnh. Liên kết góc thứ nhất, đầu ti màu đỏ 4 tấm là liên kết chuyên dụng, có cán lồng và đầu trên giáo chống VRO. Khi xoắn vào đầu ti gen phía trên, thì bát gen và khung định vị được nâng lên, khớp vào 4 chấu định vị của 4 tấm thép. Liên kết góc thứ hai, 4 tấm đầu ti màu ghi là liên kết chuyên dụng, không có cán lồng vào cây chống. Siết đầu ti đủ chặt để liên kết cốt pha, số lượng liên kết dạng 2 nhiều gấp 3 lần số lượng liên kết dạng 1, được bố trí theo sơ đồ mặt bằng các bạn đang xem. Bước 3. Lắp dựng cốt thép dầm và lớp dưới gồm thép dầm bo biên, thép dầm ô cờ và thép tăng cường lớp dưới nấm đổ trụ. Tiếp theo là bước 4. Lắp dựng cốt pha tạo ô cờ phần 2. Kích thước ngang hình vuông cạnh dưới lớn nhất dài 600mm. Chiều cao khuôn phần 2HX có thể thay đổi để tạo ra các sàn khác nhau. Phần dưới khuôn phần 2 được tiền chế chính xác để lắp chuẩn vào rãnh trên đỉnh phần 1 khuôn thép phần VRO. Bước 5. Lắp dựng thép bản sàn và thép tăng cường. Lắp dựng thép bản sàn trước, tiếp theo thép tăng cường lớp trên nấm đầu trụ, cuối cùng cài thép răng lược chống cắt đầu trụ. Bước 6. Lắp dựng cốt pha thành đứng dầm bo biên. Bước 7. Lắp dựng giáo chống chuyên dụng VRO. Đầu giáo chống trực tiếp đầu dưới ti gen,
Dân giáo là hình chiếu vị trí liên kết 1, gắn ống được lắp vào trong đầu giáo chống thép VRO. Giáo chống VRO có chức năng tăng giảm chiều cao để chống luôn ở tư thế căng, tính toán đủ chịu lực. Thức 8, đổ bê tông sàn ô cờ là bê tông tươi thường đổ theo phương pháp đầm nén và tự dâng. Bê tông ngưng kết cho ta kết cấu sàn ô cờ VRO. Bước 9, tháo dỡ sàn đỡ của nhà thầu thi công. Đối với bê tông R7 thì tháo sau 4 ngày, R14 thì sau 10 ngày, R28 thì tháo sau 14 ngày. Bước 10, tháo dỡ cốt pha các loại, tháo dỡ chi tiết liên kết 2 đồng thời với tháo dỡ cốt pha. Bước 11, chống bù dàn đỡ của nhà thầu thi công. Lưu ý, các bước 9, 10, 11 làm đồng thời theo dạng cuốn chiếu, tức là tháo cây chống, cốt pha đến đâu, chống bù ngay đến đó. Tóm lại, một công trình nhà thầu chỉ cần một bộ ván khuôn phẳng và đà chống cho một sàn. Khi cần tháo cốt pha sớm để luân chuyển, cần thêm 1/2 bộ đà giáo để chống bù. Bước 12, tháo dỡ cây chống VRO khi cần vì đã có giáo chống bù của nhà thầu thay thế. Lưu ý khi đủ điều kiện mới được thay thế hoặc tháo hẳn các loại đà chống, cần tuân thủ hướng dẫn của chuyên gia VRO. Phần 4, luân chuyển cốt pha, đà chống trong một chu kỳ theo tiến độ 3 sàn liên tiếp. Lưu ý, tháo đà chống cốt pha đến đâu chống bù lại ngay, dạng cuốn chiếu. Bước 1, tháo dỡ giáo chống VRO tầng 2. Bước 2, lắp cây chống VRO tầng 3. Bước 3, tháo cốt pha sàn tầng 3. Bước 4, chống bù sàn tầng 3. Bước 5, tháo chống bù tầng 2. Bước 6, tháo chống VRO tầng 3. Bước 7, lắp dựng giáo chống VRO tầng 4. Bước 8, tháo cốt pha sàn tầng 4. Bước 9, chống bù sàn tầng 4. Chu kỳ tiếp theo là sàn tầng 4, 5, 6, tương tự như tầng 2, 3, 4. Ưu điểm của sàn ô cờ VRO, sàn nhẹ, vượt nhịp, chịu tải lớn, có thể xây tường bất kỳ chỗ nào trên sàn, thuận tiện cho bố trí kiến trúc phòng ốc. Việc sử dụng cốt pha VRO và luân chuyển cốt pha đà chống tiết kiệm chi phí và thời gian cho nhà thầu thi công, giảm giá thành xây dựng, sớm đưa công trình vào sử dụng, có lợi cho chủ đầu tư. Sàn ô cờ SVRO là bản quyền công nghệ của VRO Group. Quý khách truy cập website vro.vn hoặc gọi cho chúng tôi theo hotline 098-331-4550 để có thông tin chi tiết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc sức khỏe và thành công!